Ôi, chào anh em, chào các bác. Tiếp tục hôm nay em lên cho các bác một cái set chơi karaoke gia đình phòng lớn, cũng như có thể anh em đem ra tiệc tùng bên ngoài anh em chơi rất là ok. Thì hôm trước em về cho nên là một cặp loa full ATI của JBL, và hôm nay thì em về là một cặp sub điện luôn đây nha, của nhà JBL. Cặp sub này là bass 40 rất là tương đồng, thì em vẫn có sẵn cái hàng 50 cho anh em đây á, bass 50 có sẵn anh em nha. Ba con chứ không phải là một con đâu. Đây nha, ba con lần. Nhưng mà nhiều anh em sẽ cảm thấy nó hơi to thì em sẽ lên cái con 40 này cho nó cân xứng với cái full 30. Anh em nha. Loa là BRX62M anh em nhé, ATI ha. Con này sẵn loa full là sản xuất tại Mexico. Cái men đánh trong con full này là crowd anh em nha. Đó, điện là đây nè. Đó, auto volt ha, 100-252 nè, 203 nè, ngày cho về. Đó, y xuống anh em nha. Đó, mắc in Mexico. Còn cặp sub này là IRX115S á. Con này là hàng chính hãng 3 sao nguyên tem. Mắc in China, nhưng mà nó là hàng chính hãng anh em nha. Hàng này thì không sợ hàng nhái anh em nha. Đó, một cặp ha. Ngày mai em sẽ khui một con ra để demo cho anh em cái ruột gan của con này nó như thế nào. Về phần loa, cặp sub này nếu mà anh em mua mới một con như vậy là 24 triệu một con nha. 24 triệu một con. Rồi bây giờ giá anh em chơi hàng gọi như là hàng lướt đi, còn nguyên tem chính hãng 3 sao cho nên anh em khỏi lo lắng ha. Con này thì giá hàng lướt ha, nó chỉ có tầm khoảng bên em đang bán cho anh em với mức giá rất là yêu anh em nha. Đó, có 15 triệu thôi anh em. 15 triệu một con ha. Chạy nguyên cặp này có 30 triệu thôi. Bằng có hơn một con mới chút xíu mà anh em giờ chơi một con lướt rất là đẹp. Tiếng rất hay nha, dòng này tiếng rất là hay nè. Kết hợp cùng với cặp full, cặp sub này quá ok rồi. Đó. Rồi cái cặp full này. Cái cặp full này để em xem giá báo anh em liền nha. Rồi, cặp full thì đang có giá là 32 triệu cho cặp full anh em nha. Cặp full là 32 triệu, còn sub là 30 triệu. Vị trí nguyên cái bộ này là 62 triệu đồng. Chưa bao gồm cái chân trống sau kinh em nha. Đó là hàng xịn nha. Chưa bao gồm cái chân này anh em nha, chân này mua khá là đắt nha, hàng xịn. Đó, thì em đang chống đây để cho anh em thấy nè, rất là đẹp, rất là tuyệt vời. Anh em chơi karaoke ha, chơi nhạc mạnh ha, phòng khoảng 70-80 mét vuông gì đó, vô tư. Hàng đẳng cấp, hàng chất. Anh em chỉ thêm một con vang và một con mic nữa là chúng ta có thể là quậy banh nóc nhà luôn rồi. Đấy ha, bộ này quá phê rồi, quá đẹp luôn, không có điểm trừ anh em, không có điểm xấu đâu. Hàng sử dụng rồi, hàng lướt mà đẹp như thế này thì rất là ít ha, lâu lâu mới mua được chứ không phải là mua thường xuyên có được. Con này cũng vậy ha. Đó, ATI của JBL. Bộ này chỉ có 62 triệu thôi. Anh em có thể thêm một cái con vang số khoảng 6 triệu và một con mic nó cũng khoảng 6 triệu 6 triệu mấy nữa để cho nó đồng bộ cao cấp chút xíu. Còn không thì anh em có thể lấy mic Shure của em. Đấy, mic IMG đấy anh em nha. Đó. Rồi thì anh em nào yêu cái bộ quậy banh nóc nhà này thì alo ngay cho em nha. Chị Khoan Đỗ em vẫn bao phí ship cho anh em. Đấy, ship cọc 20% giúp em không bao ship cọc ha, chào anh em, chào các bác nha.